Xin chào bà con nhé. Hôm nay công ty giới thiệu với bà con một chiếc máy phục vụ nông nghiệp. Nó cũng mới mẻ ở miền Bắc này thôi ạ. Đó là chiếc máy cuốn rơm gắn cho máy cải. Thì hiện nay ở những cái đồng lúa ở ngoài miền Bắc này thì bà con thường thường sau khi thu hoạch là bỏ rơm đi rất nhiều hoặc là đốt thì gây ô nhiễm môi trường ấy. Thì nhận thấy là rất là lãng phí, nên có một số trang trại nuôi trâu bò, trồng nấm thì có nhu cầu lấy rơm ấy, thì sẽ dùng cái loại máy cuốn rơm này để cuốn thành quận, để làm thức ăn dự trữ cho trâu bò hoặc là làm nhiều công việc khác. Thì đây là chiếc máy cuốn rơm SCM850. Máy này trọng lượng là 460 kg. Con này cuộn rơm của nó thì nó là khổ là 50-70. Đường kính 50 và chiều dài là 70. Thì trung bình một cuộn rơm mà mình cuộn vào thì là nó rơi vào tầm 15-17 cân trên một cuộn rơm khô. Đấy. Thì giá bán trung bình rơm ở miền Bắc bây giờ bán tại nhà máy thì là 2.500 đồng một cân. Máy này thì dùng vào gắn vào máy cày có mã lực từ 24 HP đổ lên. 22 thì cũng có thể được, nhưng mà mình phải làm thêm cái đối trọng đằng trước nữa. Đây là phần để gắn trục cắt măng vào máy cày. Đây là tai gắn vào sau đuôi máy cày ạ. Còn bên dưới của nó là cái hệ thống gảy rơm cho vào máy cuộn. Máy này thì nó cải tiến cái bánh xe to rồi ạ, nên là nó chống lún ạ. Đối với những cái thửa ruộng nó mềm, đất mềm. Đi theo máy thì đã có trục cắt đăng rồi. Đây, trục cắt đăng của nó. Đây là trục cắt đăng. Đây hệ thống ti để mở và nhả cái thùng cuộn rơm này. Ngoài ra thì đi theo máy thì sẽ có đồ sơ cua, đó là dây cuộn. Đấy, sách hướng dẫn, dây điện còi hoặc là những cái râu cuốn rơm. Đây. Rơm đã được đầy, cuộn đầy rồi. Bây giờ đang cuốn dây vào nhả. Đổi tài. Rồi, được rồi. Đây rơm rất là khô. Mỗi cuộn thì được khoảng 15-17 kg. Con này như kiểu lâu số khô ấy. Số tôi thì đặt tay nó ra này. Ra vào rất khó. Số tôi giặt hết ra này. Bà con có nhu cầu mua máy cuộn rơm xin liên hệ công ty Hà Khoa.
Đạp ga lên, đạp ga lên. Đạp ga cho nhanh. Thêm một quận nữa. Này trung bình đi, đi nhanh thì 30 giây quận. Ừ, đây nó to à? Cú đi to à? Thôi cứ để. Cái này có dẫn tôi đi dây chuyển. Dối thì nó không dối à, nó rút từ lõi ra anh ạ. Không dối được.